Xin chào tất cả mọi người, quay trở lại kênh Nghiền Em Vô Giá. Chúc mọi người mới thật nhiều sức khỏe và thành công nha. Hôm nay đổi mình review bánh quy này, gói là 9 ngàn một gói nha. Đó, bánh quy, crack quy thì đây. Đó, hạn sử dụng 1 năm nha. Khối lượng nó là 178 gram. Cái này được rất nhiều cúp này. Là cúp này. Là cúp gì đây? Là phụ một cúp này, cái này là bộ công nghiệp cấp này, do người tiêu dùng bình chọn này, rất nhiều cúp nha. Đó, mình sẽ ấy. Này không có thành phần hay gì hết nha. À đây, thành phần là bột mì này, 58% này. Đường 28 này, dầu là 9 này, bơ là 1,8 này. Bột dừa 1 này, sữa 1,6, muối là 0,4. Hương liệu dừa là 0,2 nha. Đó, giờ sẽ bóc ra nha. Và được rất nhiều cúp ăn, rất là ngon đây. Từ ngày mình review mình được ăn cái này cái kia nha. Chứ mình chẳng ăn mấy này mấy, mình không có hàng ngọt đấy. Đó, được 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 19. 19 cái tất cả nha. Đúng 19 cái, mình phải tưởng 20 mà được 19 này. Đó, nhìn thấy không? Trên này nó phủ một lớp đường này, này bánh quy. Đó, cái này nhìn như tổ ong ấy, nó làm lỗ. Có thể bẻ đôi này, chỗ này có thể là bẻ ra làm đôi được này. Đấy, mời người miếng nha. Ăn nó giòn xịu à, nó béo béo, thơm mùi dừa này. Có lớp đường trên rất là ngọt nha, rất là vừa ăn. Ngon nha. Cái nào mọi người ăn như vậy á, mà chưa đã miệng á, mọi người có thể mua sữa đặc về, mọi người chấm lên nha. Rất là ngon nữa nha. Hai cách ăn. Mọi người thích ăn thì mọi người ăn vậy thì bình thường rồi. Rồi làm thêm một bát sữa đặc nữa. Thì ông Thọ hay là sữa gì đó. Người chấm vô rất là ngon nha, tuyệt vời nữa đó. Mình thấy ăn rất là ok nha. Đó, một thương hiệu nó rất nhiều cúp, mọi người biết là nó ngon cỡ nào rồi. Cảm ơn tất cả mọi người đã yêu quý kênh của mình nha. Mọi người nhớ like, đăng ký kênh để ủng hộ thêm cho mình nha. Xin chào là mọi người nha.